Bây giờ xin mời bà con mình nghe tiếp theo tập thứ 45, mà cũng là tập cuối cùng của Người Trăm Năm Cũ của tác giả Hoàng Khởi Phong. Những lời tiên đoán cho yên thế của Kỳ Đồng hơn 10 năm trước không sai một mảy. Trước khi bị bắt đi đày biệt xứ, trong những lần hai bên giao tiếp, Kỳ Đồng đã từng nói, nếu quân Pháp dốc toàn lực về đây, yên thế sẽ không chống được trong vài ba tháng. Ngày đó, đám chỉ huy trẻ của yên thế như cả Huỳnh, cả Trọng, cả Rinh, Lãnh Túc, Cai Sơn, Cai Trung, Đội Hổ, ai nấy đều ngấm ngầm không phục lời tiên đoán này. Trong buổi sơ kiến đã có lúc Lãnh Túc và Cai Sơn đứng lên, định gây sự với Kỳ Đồng, vì nghĩ là Kỳ Đồng đã mỉa mai yên thế. 10 năm sau, những lời tuyên đoán của Kỳ Đồng đã khiến cho những người chỉ huy còn sống sót biết Kỳ Đồng quả là người nhìn xa trông rộng. Tính từ ngày 15 tháng 1 1909 là ngày toàn quyền Globokowski triệu tập phiên họp với các cấp chỉ huy của quân Pháp để phát động cuộc hành quân Bình Định, mà mục tiêu chính là triệt hạ cánh quân Đề Thám. Cho đến hết ngày 13 tháng 3 1909, cả tuyển bị thương và bị bắt chẳng tròn 2 tháng. Trong khoảng thời gian 60 ngày ngắn ngủi này, quân Pháp đã hoàn toàn làm chủ tình thế tại vùng Trung Du, vùng đất mà hơn 20 năm qua, nghĩa quân Yên Thế đã kiểm soát một phần không nhỏ. Chỉ trong vòng 2 tháng, những gì Đề Thám và cả tuyển đã hao tâm tổn sức gây dựng trong gần 20 năm liền đã tan thành mây khói. Không những thiệt hại về vật chất, còn tổn thất về nhân mạng. Nếu như cái chết của cả Trọng chỉ là hồi chuông báo tử khởi đầu, thì cái chết của cả tuyển chính là đoạn kết hồi chuông báo tử này. Nếu như cái chết của cả Trọng chỉ làm hàng ngũ nghĩa quân Yên Thế hơi hoang mang, thì cái chết của cả tuyển đã làm cho cả vùng Yên Thế rúng động. Mà hai cái chết này cách nhau đâu có xa xôi gì. Cả Trọng bị phục kích chết đêm 26 tháng 2 tại làng Giảng Ngoạn. Qua tới ngày 15 tháng 3, cả tuyển bị thương và bị bắt tại trận Hàm Lận. Kế đó không đầy một tháng sau, quân Pháp mang ông về quê hương bản quán là làng Bần Yên Nhân, Đoạn Đầu. Hai cái chết này đã kéo theo toàn bộ sự sụp đổ của nghĩa quân Yên Thế. Vào khoảng cuối tháng 3 năm 1909, toàn bộ cánh quân của Đề Thám chỉ còn khoảng hơn 100 người. Suốt 2 tháng trời ròng rã, quân Pháp mở hết cuộc tảo thanh này đến cuộc tảo thanh khác. Sau những lần càn quét của quân Pháp, vô số nghĩa quân còn bám theo chủ tướng mỗi ngày mỗi hao hụt đi. Đề Thám biết đã đến lúc nghĩa quân không còn người bổ sung thay thế. Hơn thế nữa, do ảnh hưởng tàn bạo của những cuộc hành quân càn quét của quân Pháp, dân chúng trong vùng không dám chứa chấp, không dám cung cấp lương thực cho nghĩa quân. Ngày 29 tháng 3, 1909, khoảng 40 tay súng của nghĩa quân Yên Thế, dưới sự chỉ huy của Cai Sơn và Cả Rinh, bôn tập về làng Nai Tu Châu, thiết lập một cứ điểm tạm thời với 11 công sự phòng thủ, cùng với một chiến hào đào khẩn cấp bao quanh cứ điểm. Đây là cánh quân được Đề Thám chia làm hai, giao cho Cả Rinh và Cai Sơn thống lãnh, tính mở một đường máu tiến lên phía Thượng Du. Sở dĩ Cả Rinh và Cai Sơn thiết lập vị trí phòng thủ tại đây, vì sau nhiều ngày lẩn trốn, cả hai bàn với nhau nên kiếm một chỗ dưỡng quân trước khi tiến lên địa phận Lạng Sơn. Được tin báo từ những tên chỉ điểm của Lê Hoàng, hồi 13 giờ 30 phút, quân Pháp dưới sự điều động của giám binh Polavay tới bao vây cứ điểm. Tại đây, Polavay gặp viên quan phủ sở tại đã dẫn 20 tên lính khấu đỏ chờ sẵn, hợp với 4 trung đội quân Pháp được yểm trợ bởi một trung đội sơn pháo. Sau khi cho một tiểu đội trinh sát tiến đến gần vòng đai dọa dẫm và bị nghĩa quân đánh bật trở ra, hồi 14 giờ 30 phút, giám binh Polavay hạ lệnh cho 2 trung đội tấn công. 2 trung đội này do 2 lãnh binh Thor và Travia chỉ huy xung phong vào làng. Nghĩa quân Yên Thế chống trả mãnh liệt,
bắn chết lãnh binh thua, trong lúc viên lãnh binh này trèo lên một mái nhà để hướng dẫn sân pháo yểm trợ cho hữu hiệu. Giám binh Polevay cho lệnh hai trung đội này rút lui, nhường cho hai trung đội do lãnh binh Bonnell và Draynau thay thế, trong khi chờ đợi hai trung đội này mở một cuộc xung phong mới. Sân pháo nã hơn 30 trái đại bác vào làng, nhưng nghĩa quân Yên Thế vẫn không nao núng và bám chặt trận địa. Từ các công sự phòng thủ, nghĩa quân nhắm bắn đối phương rất hữu hiệu, khiến cho quân Pháp không làm sao lọt vào được bên trong chiến hào. Hồi 18 giờ, Polevay hạ lệnh xung phong bằng cả bốn trung đội. Lúc đó trời đã tối, nghĩa quân Yên Thế bỏ phòng tuyến ngoài, rút vào 11 công sự phòng thủ đã thiết lập từ trước. Và từ những công sự này chống trả mạnh liệt, rốt cục quân Pháp bị chặn đứng, thiệt hại thêm 10 binh sĩ tử thương, cùng hàng chục bị thương, và đành phải ngưng chiến vì trời đã tối mịt. Sau đó nghĩa quân cũng âm thầm rút khỏi làng Nai Tu Châu. Đây có thể coi là một trận đánh mở màn cho một chuỗi dài những trận đánh liên tục. Khi quân Pháp truy lùng nghĩa quân Yên Thế trên vùng Trung Du, sau trận đánh, Cai Sơn và Cả Rinh bắt buộc phải cho quân sĩ tản ra thành từng nhóm nhỏ vài ba người để dễ bề lẫn trốn ra khỏi vòng vây của địch quân. Ngày 16 tháng 4, 1909, Đại quý Phi trưởng đồn Nhã Nam được tin mật báo của bọn chỉ điểm dưới quyền Lê Hoan cho biết, nghĩa quân Yên Thế đã tập trung khoảng 30 người tại một ngọn đồi bên ngoài làng Mỏ Thổ. Theo nguồn tin có bọn chỉ điểm thì nghĩa quân đã đóng quân tại đó hơn một ngày trời và đã tạo được những công sự phòng thủ khá vững chắc. Trái với dự đoán của đại quý Page, nghĩa quân chẳng những đã không trốn tránh, còn gửi thư thách đấu, mời quân Pháp tới đọ sức và đặc biệt nhắn lãnh túc, tên phản bội chớ có bén mảng đến nơi giao tranh, kẻo không có mạng mà về. Nhận được thư mời của nghĩa quân, không chờ lệnh của đại quý Page, lãnh binh Gen đồng trú tại đồng Ngọc Nhâm gần với làng Mỏ Thổ, đem quân tới giao chiến tức thì. Lúc đó vào khoảng 10 giờ sáng, nghĩa quân ở trong những vị trí phòng thủ trên cao điểm, tỏ ra trên chân trung đội của lãnh binh Gen, nửa tiếng sau quân của lãnh binh PG đồng trú tại đồng Cao Thượng cũng kéo róc tới trợ chiến. Quân hai bên bắn nhau như thầy trò chơi. Nghĩa quân có chỗ nắp kín đáo nên thỉnh thoảng ló đầu ra bắn vài phát cầm chừng, trong khi quân Pháp từ dưới tấn công lên, phải băng qua một khoảng trống chân đồi. Quân Pháp không dám liều lĩnh xông xáo, chỉ nằm bẹp sau các gốc cây, mâu đá, bắn bâng quơ vào lũy đất quanh vị trí phòng thủ của nghĩa quân, chờ lực lượng chính từ Nhã Nam tới. Khoảng 11 giờ sáng, trong lúc quân cả hai bên đều nằm yên bất động, giám binh Delphi mang một trung đội tiền sát của đồng Nhã Nam đến nơi, tăng cường vòng vây chung quanh, chờ đại quý Phê đích thân mang toàn lực lượng của đồng Nhã Nam tới. Dẫn đầu cho toán quân của đồng Nhã Nam là Lãnh Túc, tên phản bội liếm gót quân thù. Đại quý Phê đến được nơi giao tranh thì trời đã quá ngọ. Mãi hơn một tiếng đồng hồ sau, trung đội pháo binh mới lục tục kéo đến trận tiền. Lãnh Túc, cả đã từng ăn gan nuốt mật quân thù, bóng là người không bao giờ nhịn khi bị khích bác, thách thức, nên đã bị trúng kế khích tướng của nghĩa quân Yên Thế. Khi được đại quý Phê cho biết lời nhắn của nghĩa quân Yên Thế, Lãnh Túc sôi tiết lên, y song sáo dẫn đầu đoàn quân tiến đến gặp mặt những người anh em cũ trong tầm một viên đạn. Khoảng 2 giờ chiều, pháo binh đã án ngữ xong tại một ngọn đồi, cách xa ngọn đồi của nghĩa quân Yên Thế khoảng gần một cây số. Ngay lập tức pháo binh đã hàng loạt đạn phủ lên ngọn đồi của nghĩa quân. Khoảng 4 giờ chiều, đại quý Molly tuân lệnh bộ chỉ huy hành quân tại phủ Lạng Thương, đem quân từ đáp cầu tới trợ chiến, siết chặt thêm vòng vây một tầng nữa. Trong vòng hơn một tiếng đồng hồ, quân Pháp nã hơn 100 quả đạn đại bác lên vị trí nghĩa quân, nhưng nghĩa quân vẫn không bị tổn hao nào đáng kể, không hề nao núng, vì đã thiết lập những công sự hết sức kiên cố, đạn sơn pháo 80 ly nổ ngay nắp công sự cũng không hề hấn gì. Không những thế, mấy lần quân Pháp thổi kèn xung phong đều bị đánh bật trở xuống, và lần nào cũng để lại chiến trường một vài tổn thất nhân mạng.
Khoảng 4 giờ 30 chiều, Đại úy P, tổng chỉ huy trận đánh, sợ rằng nếu không thanh toán mục tiêu trước khi trời tối, nghĩa quân lại rút đi trong bóng đêm, nên hạ lệnh cho các trung đội của BG trên làm hai mũi dùi xung phong lên vị trí của nghĩa quân, trong khi các trung đội còn lại bao kín những hẻm núi, những đường thông thủy dưới chân đồi để chặn đường rút lui của nghĩa quân. Khoảng 5 giờ chiều, tuyến phòng thủ đầu của nghĩa quân bị vỡ, năm nghĩa quân đã hy sinh vì đã bắn tới viên đạn cuối cùng, nhưng vẫn cố thủ tại vị trí, nên đã bị quân Pháp ùa lên hạ sát tại chỗ. Thế vậy, các nghĩa quân khác rút xuống lưng chân đồi, nơi có những tảng đá lớn như những cù lao nổi lên trong một cánh rừng thông thưa. Giám binh Đào Phi dẫn đầu một trung đội chọc thẳng vào vị trí này. Quân hai bên đuổi bắn nhau sau những tảng đá lớn. Trước sự chứng kiến của các đơn vị án ngữ dưới chân đồi, Lãnh Túc trong cơn say máu vì bị khịch độc vì khói súng đã bị một nghĩa quân gọi đích danh thách đấu. Cả hai săn đuổi lừa miếng nhau quanh một tảng đá lớn. Cuối cùng, người nghĩa quân này đã bắn hạ được Lãnh Túc. Nhưng cũng đúng lúc đó, anh nghĩa quân này đã bị một tên lính Lê Dương nấp sau một tảng đá khác bắn chết. Trận đánh kéo dài tới 7 giờ 30 tối mới chấm dứt, không kể năm nghĩa quân đã hy sinh tại tuyến phòng thủ trên đồi. Tại vị trí giao tranh lưng chân đồi, ba nghĩa quân khác hy sinh, một bị thương nặng và một bị bắt sống. Lúc đó trời đã tối mịt, 20 nghĩa quân sau cùng đã thoát được vòng vây. Khai thác tại chỗ, Đại úy P được biết toán quân này thuộc quyền chỉ huy của cả Huỳnh, vì muốn báo thù cho cả Trọng, nên đã không sợ chết, kéo ngay về gần các đồng binh của Pháp, chấp nhận một trận đánh đầy đối mạng với quân thù. Phía quân Pháp bị chết 8 kể cả Lãnh Túc và hơn 10 người bị thương. Quân Pháp còn bắt được trong mình một nghĩa quân bị chết, một con triện của cả Huỳnh. Nghĩa quân giờ đây tan tành thành những mảnh nhỏ. Ngoài trừ toán quân có đầy thám khoảng hơn 40 người, những người còn lại chỉ túm 5 tụm 3. Mỗi toán vầy 3 người, ban ngày nằm bẹp một chỗ, đêm tối mò về các thôn xóm hẻo lánh kiếm lương thực. Về phía quân Pháp, ngoài hai cánh quân của thiếu tá Le Canu và Mayer đã được thành lập từ lúc cuộc hành quân Bình Định bắt đầu, nương vào tình thế biến chuyển mới, Pháp quân tăng cường thêm đạo quân thứ 3 do thiếu tá Boniface chỉ huy. Cánh quân này chuyên tạo thanh tại vùng Vĩnh Yên. Theo ý niệm hành quân của Đại tá Ba Treo, viên tư lệnh chiến dịch Bình Định đã cho rằng nghĩa quân của Đại Tham đã bị đánh bật ra khỏi địa phận Bắc Ninh và Bắc Giang, lại bị những đồng binh chặn đầu án ngữ trên những con đường tiến lên vùng Thượng Du phía Bắc, nên bị dồn xuống phía Nam, vốn không phải là địa bàn quen thuộc của nghĩa quân, và đồng thời ảnh hưởng của Yên Thế trong thời kỳ toàn thịnh trước kia cũng không mạnh. Cuối tháng 5 1909, sau những khó khăn về lương thực, khí giới và cả vị trí trú ẩn, các cuộc đào ngũ của nghĩa quân Yên Thế bắt đầu. Rất nhiều người lặng lẽ bỏ vũ khí lại trốn về xuôi, nhiều người tra hàng tại các đồng binh rải rác quanh vùng. Ngày 5 tháng 7 1909, trong một cố gắng cuối cùng để tạo sự chú ý của người Pháp, Ngõ Hầu buộc người Pháp phải nói chuyện với Yên Thế. Như những năm cực thịnh của Yên Thế vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, Đề Thám lại dùng chiến lược cũ, bắt cóc những Pháp Kiều có mặt trong vùng. Ông và những cộng sự viên cuối cùng bắt cóc tên giám thị Vô Xin tại Vệ Linh, trong lúc tên này đang di chuyển trên con đường Hà Nội-Thái Nguyên. Sau nhiều lần tin đi thư lại, người Pháp cương quyết khước từ những đòi hỏi của Đề Thám. Không nhận thấy người Pháp còn nhân cơ hội thư đi thư lại này để dò la đường đi nước bước của Đại Thám, siết chặt vòng vây, quyết trừ khử một mối lo đã kéo dài 30 năm tại vùng Trung Du. Biết chắc Đại Thám giờ đây đã không còn những điều kiện thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Người Pháp đưa điều kiện, ông phải phóng thích Vô Xin ngay lập tức và tra hàng vô điều kiện. Đại Thám vừa đánh vừa đàm, vừa phải trốn tránh toàn bộ lực lượng Pháp trong mấy tỉnh Trung Du. Những đạo quân của Pháp bu lấy mấy thầy trò Đề Thám, như những đàn kiến bu lại quanh hữu đường. Giờ đây Đề Thám biết chắc một điều,
người Pháp sẽ không để lỡ cơ hội này, cho dù ông có giết chết tên Bosin, thì càng làm cho người Pháp có cớ để hành động mạnh. Ngày 25 tháng 7, 1909, sau khi bị truy đuổi càng quét suốt 3 tuần lễ, đề thám phóng thích giám thị Bosin tại huyện Kim Anh rồi kéo quân về trú đóng tại Hiền Lương, một cứ điểm cực kỳ kiên cố với lũy tre thiên nhiên dày 2 thước bao bọc ba phía cứ điểm. Mặt tiền còn lại có vách đất cao 1,5 thước, dày hơn thước. Cứ điểm có 2 cổng trước và sau nằm ngay trên trục lộ ra vào dẫn đến cứ điểm. Ngay lập tức quân Pháp ùa đến từ 4 phía với các đạo quân của Trung úy Bofi, lãnh binh Leroux, lãnh binh Colin, đại úy Pertus và được chỉ huy tổng quát bởi thiếu tá Chauffet. Quân hai bên giao chiến từ giữa trưa cho tới tối mịt mới tạm ngưng chiến. Quân Pháp quyết diệt cho được đề thám, nhưng đã vấp phải một cuộc chống trả kinh hoàng nhất từ trước tới nay. Với gần 3 đại đội bao vây lại được đại bác yểm trợ, trong khi quân trú phòng của đề thám chưa đầy 50 người, đã bẻ gãy hết đợt xung phong này tới đợt xung phong khác của quân Pháp. Sáng ra khi quân Pháp tiến vào, nghĩa quân Yên Thế để lại 20 người chết vừa bị thương. Về phía quân Pháp chưa có một trận đánh nào họ bị thiệt hại nhiều như thế. 18 tử trận, trong đó có đại úy Petrus, 4 hạ sĩ và 8 binh sĩ Âu Châu. Ngoài ra còn 1 trung sĩ, 2 hạ sĩ và 19 binh sĩ bị thương. Ngày 5 tháng 10, vào xế chiều, quân Pháp bắt kịp dấu vết của đề thám. Một cuộc chạm súng ác liệt diễn ra tại vùng núi Lan. Nghĩa quân giờ đã đến bước đường cùng, họ đấu lưng vào nhau tự chiến với quân thù. Trận đánh kéo dài tới lúc bóng đêm ập xuống, nghĩa quân vẫn cố thủ cho tới 3 giờ sáng mới rút đi, và để lại thêm 7 xác chết nữa. Quân Pháp thiệt mạng tới 17 người, cùng với 35 bị thương. Mặc dù chết 17 người, nhưng trong đó quân Pháp chỉ có 7 người mà thôi. 2 ngày sau, Cả Rinh dẫn tạm thủ hạ ra hàng. Anh đã bị thương từ trước trận đánh núi Lan, phần đề thám và bà Ba Cẩn với Cai Sơn. Mặc dù đường lên phía Bắc đầy rẫy đồn bót, tất cả những người còn sống sót sau trận núi Lan đã len lỏi trong rừng rút được sang địa phận Thái Nguyên. Ngày 17 tháng 11, 1909, quân Pháp lại bắt được dấu đề thám, tung quân truy kích, đuổi theo nghĩa quân bén gót. Đêm 18 tháng 11, quân Pháp bất ngờ ập đến tấn công địa điểm nghĩa quân trú ẩn. Cai Sơn bị thương nhẹ trong trận đụng độ này. Anh khóc nói với đề thám hãy chạy đi, anh sẽ cầm chân quân Pháp cho tới hơi thở cuối cùng. Mặc dù chỉ bị thương nhẹ, nhưng vết đạn xuyên qua bắp chân Cai Sơn khiến anh không thể tẩu thoát cùng chủ tướng. 3 đàn em thân tín đã chịu quyền chỉ huy của Cai Sơn trong nhiều trận đánh không chịu bỏ Cai Sơn lại một mình. Đề thám làm như hiểu được thâm ý của Cai Sơn. Ông chỉ còn bà vợ Ba cùng với 9 người thủ hạ, không đợi cho Cai Sơn dục lần thứ 2, lặng lẽ trút ra khỏi vị trí ẩn trốn. Suốt đêm đó Cai Sơn không hề chợp mắt, quân Pháp chắc mẩm nghĩa quân Yên Thế không còn đường rút lui, nên chỉ vây chặt phía ngoài chờ sáng ra vào bắt sống. Nên nhờ đó Cai Sơn có được một thời gian suy nghĩ, nhớ tới nụ và các con. Cai Sơn nhớ tới lần ăn nằm với nụ trong cái hang đá sau khi quân Pháp tổng tấn công vào đại đồn Phòng Sương. Lần đó nụ, bà Ba Cẩn và Xuyến đã phải trốn tránh quân Pháp trong chùa và đã được thằng Nhã con ông Sự đón về nơi trú ẩn. Trong khi Cai Sơn đi tập kích quân Pháp, trên đường quân Pháp rút khỏi chợ gỗ. Trong bóng đêm, có lúc Cai Sơn tưởng như đang úp mặt vào bộ ngực trần của vợ. Thậm chí anh còn ngửi được cả hương đêm ngay ngáy, nơi cái hang hai vợ chồng trú ngụ, nơi anh đã dùng toàn bộ ý chí và sinh lực của anh, trong những cử chỉ ái ân của hai vợ chồng. Có lúc anh nghe được tiếng ngủ mê, tiếng phụng phịu của thằng cu lớn đang cãi nhau với con bé em. Trong bóng đêm, đột nhiên anh thèm được hòa nhập thân thể của anh cùng thân thể nụ, thậm chí nghe như được tiếng nụ dặn dò trong lần ân ái sau cùng. Nhà phải giữ mình cẩn thận, em biết chắc nhà sẽ có thêm một đứa con nữa. 2 lần trước thụ thai em biết ngay lập tức,
Đức ngay trong lúc hai vợ chồng đang ăn nằm với nhau. Lần này em cũng có cảm giác y hệt hai lần trước. Em muốn nhà đánh nhau với giặc cho tới kỳ cùng. Nhưng nếu còn một con đường nào để sống, thì nhớ là mẹ con em đang chờ ở nhà. Em sẽ chờ, em sẽ nuôi các con nên người. Em sẽ chờ, mãi mãi chờ. Nếu có một con đường để sống, thì cậu sống mà về với mẹ con em. Cai Sơn như chìm mãi trong những cơn hồi tưởng. Có lúc anh nghĩ đến cả Tuyển, người anh nuôi vừa mới bị quân Pháp chém đầu không lâu. Anh nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc có vợ con bên cạnh, có cả Tuyển dìu dắt. Mới đó mà 10 năm đã qua, Nụ thì đang lẩn trốn tại quê nhà, còn cả Tuyển thì đã làm ma không đầu. Tiếng Nụ chưa dứt thì bên tai Cai Sơn đã văng vẳng lời dặn dò của cả Tuyển. Trong lần hành dinh hổ nhuế, sửa soạn đón bá phất cùng cối chỉnh lên bàn chuyện hoạt động. Cái lần đó bá phất cha nuôi của đệ thám đã âm mưu cùng cối chỉnh, manh tâm bán rẻ toàn quân Yên Thế cho người Pháp. Chớp mắt một cái mà đã 15 năm có lẽ. May mà có cả Tuyển thâm mưu viễn lự, chứ không thì Yên Thế đã không kéo dài được cho tới ngày nay. Cai Sơn nhớ lại lời cả Tuyển đã nói với anh trong lúc chờ bá phất và cối chỉnh trong một góc hành dinh hổ nhuế. Anh đã từng mong cho các chú hơn anh. Thành thực có bất kỳ ai trong hàng ngũ hơn anh đều mừng. Đừng có suy nghĩ thiên vị với anh. Như thế không phải là cái đạo của người quân tử. Sân này, anh muốn chú hứa với anh một điều. Đừng có nói một điều, điều gì em cũng hứa, 10 điều em cũng hứa. Anh muốn chú hứa với anh là trong muôn một lỡ mai này đại cuộc hỏng, trong cơn trúc trẻ ngói tan, cho dù có phải chịu nhục một chút cũng cố mà bảo toàn cái mạng của mình. Anh không muốn em chết quá trẻ như chú thường. Chết nhiều khi là một việc dễ, sống mới là chuyện khó. Càng khó hơn nữa cho những người như anh em ta. Chú có dám hứa với anh điều đó không? Anh bắt em chịu nhục để mà sống. Phải, anh nói chú chịu nhục để mà sống, chứ không phải nói chịu nhục mà chết. Bởi vì anh em ta nào có phải phượng tham sanh quý tử. Anh em ta đã chiến đấu đến khi không còn thầy chiến đấu. Nếu ai cũng đòi chết, thì lấy ai làm một cái nhịp cầu cho các thế hệ mai sau. Nuốt nhục để mà trao truyền cho con cháu. Những gì anh em mình thất bại hôm nay, để con cháu mình làm lại ở ngày mai đâu có phải là một chuyện ai cũng làm được. Sơn à, chọn cái chết thì cũng chỉ thêm một Nguyễn Thiện Thường chết mà thôi. Phải sống để làm một Nguyễn Thiện Thường sống. Chú có hiểu ý anh không? Thưa anh, em hiểu, em hứa với anh em sẽ sống. Nhưng với một giá nào em chịu được, chứ không phải sống bằng bất cứ một giá nào. Em chỉ có thể hứa với anh đến đó mà thôi. Thế rồi Cai Sơn tiếp đi trong những cơn mộng mị bất thường đầy hình ảnh Nụ và các con, trộn lẫn với hình ảnh một người anh chưa bao giờ gặp mặt trong lúc sống là Nguyễn Thiện Thường. Xen vào đó là hình ảnh những cái chết của cả Trọng, cả Tuyển cai cung đội hổ. Hàng trăm mặt người tuần tự hiện ra rồi biến đi. Tảng sáng quân Pháp treo hò tở mở. Một tên thông ngôn chọt cái lo làm bằng mo cao về phía nghĩa quân Yên Thế đang cố thủ. Buông lời phủ dụ ra hàng. Tiếng lo vang động một góc rừng đánh thức Cai Sơn. Ba người nghĩa quân tình nguyện ở lại với Cai Sơn, ác má vào bắn súng tính bắn, thì Cai Sơn ngăn lại. Anh nghe được tiếng của anh vẳng lên như tiếng vọng từ dưới đáy mồ. Chúng ta ra hàng. Nói xong Cai Sơn cảm thấy một chút gì mặn mặn trên đầu lưỡi, những giọt nước mắt không biết đã ứa ra từ lúc nào. Cuối tháng 10 năm 1909, do các nguồn tin tình báo và chỉ điểm, Thiếu tá Boniface chia toàn bộ cánh quân dưới quyền thành hai mũi dùi tiến đánh vào lãnh thổ hai tỉnh Thái Nguyên và Vĩnh Yên. Những nguồn tin đã được phòng nhì của Bộ Tư lệnh Hành quân phối kiểm cho biết, có người của đại thám đã xuất hiện ở các nơi. Thiếu tá Boniface mỗi ngày tung ra hàng chục cuộc hành quân tuần thám cấp trung đội, do các lãnh binh chỉ huy, mỗi đêm quân Pháp thiết lập hàng chục nút trận. Vì địa thế hiểm trở, rừng núi rậm rạp, nên nhiều khi quân Pháp tưởng chừng như đã bao vây kín mít, sắp sửa ùa lên bắt sống Đề Thám, rốt cục chỉ ập vào thì chỉ bắt được cái bóng của ông Đề. Ngày 17 tháng 11, 1909,
Bọn chỉ điểm cho tin chắc chắn đề thám đã quay trở lại vùng đất ông đã từng cai quản mấy chục năm. Thiếu tá Boniface điên cuồng dẫn đoàn quân quay lại Bắc Giang về vùng Yên Thế Thượng, tại khu vực giữa mỏ Na Lương và Canh Nậu. Từ đây, thiếu tá Boniface khoanh tròn một khu tứ giác mỗi bề 10 cây số, tung quân lục soát mọi xó xỉnh. Quân Pháp sục sạo suốt một tháng trời liền, khiến cho thú rừng cũng phải bạc vía, nhưng mọi cố gắng của quân Pháp chỉ hoài công vô ích. Kể từ khi Cai Sơn mang ba nghĩa quân về hàng, cộng với tin tức mà quân Pháp thu lộn trong các cuộc truy kích, do Boniface biết được, giờ đây đề thám chỉ còn vỏn vẹn chính nghĩa quân, lúc nào cũng đeo theo chủ tướng như bóng với hình. Chính vì vậy, Boniface càng truy kích tréo riết, với ý định không để cho đề thám có dịp lấy lại hơi thở, không cho nghĩa quân một cơ hội ngừng chân tại nơi nào lấy một hai ngày để thu thập thêm người cũ, cũng như lương thực vũ khí. Để chặn trước đường đi nước bước của đại thám, thiếu tá Boniface đã tung ra những cuộc hành quân tạo thanh tại các địa danh trước kia nghĩa quân Yên Thế làm chủ như Mỏ Trạng, Chợ Gồ. Ngày 1 tháng 12, 1909, trong một cuộc hành quân càn quét, quân Pháp bắt được bà Ba Cẩn, người vợ bà đã sát cánh với đại thám suốt 10 năm liền, khi bà này mò về ngôi nhà cũ mà ông Đề đã dựng nên. Từ khi ông mới nổi bật như là một ngôi sao sáng trên vòm trời Yên Thế gần 30 năm về trước. Trong đêm đó, hai vợ chồng Đề Thám cùng những thủ hạ thân tín nhất định đã tính một nước cờ cao. Trong đêm đó, hai vợ chồng Đề Thám cùng những thủ hạ thân tín nhất đã tính một nước cờ cao, quay ngay trở lại ngôi nhà cũ, nơi mà quân Pháp không thể ngờ được chính là căn nhà này. Căn nhà đã bị đại tá Bartel, tư lệnh chiến dịch, hạ lệnh thiêu hủy cách đây không lâu, nhưng chỉ cháy dở trên mái nhà và còn đứng vững trên nền đất. Đại thám và mọi người đã trú ẩn trong căn nhà cũ 3 ngày liền, trong khi quân Pháp sục sạo khắp nơi bên ngoài. Nơi đại thám cùng các nghĩa quân thân tín sau cùng trú ẩn chính là căn hầm bí mật đã được ngụy trang thành một lồng giếng khô bỏ hoang tại vườn sau. Chính nơi đây 10 tháng trước, Cai Sơn và một toán nghĩa quân đã nằm lại mai phục. Khi quân Pháp thuộc cánh quân của thiếu tá Mayer đang nổi lửa thiêu hủy làng Chợ Gồ, ngôi làng mà gia đình Đề Thám đã trú ngụ hơn 20 năm liền. Bà Ba Cẩn đã bị bắt khi quay trở lại ngôi nhà cũ lần thứ hai. Trong lúc đó, ông Đề và mọi người đã ra khỏi nhà và nằm chờ tại căn hầm bí mật. Chờ mãi không thấy bà Ba Cẩn trở lại. Ông Đề không biết bà Ba Cẩn đã bị bắt trước đó hơn 2 tiếng đồng hồ. Vào hồi 10 giờ đêm ngày 2 tháng 12 năm 1909, Đề Thám mang 5 nghĩa quân quay trở lại tìm bà vợ. Ông lọt vào ổ phục kích của quân Pháp, khiến cho một nghĩa quân hy sinh, nhưng Đề Thám và mọi người thoát được trong đường tơ kẻ tóc. Ngày 6 tháng 12 năm 1909, Đề Thám mất đi 4 nghĩa quân thân tín nhất. Đây là những người cận vệ thân tín nhất của đại thám trong hàng chục năm trời. Giờ đây bên cạnh Hầm Thiên Yên Thế, chỉ còn 2 thủ hạ trung thành nhất. Bước sang năm 1910, hơn 60 nghĩa quân đã về hàng rải rác từ khi bắt đầu có cuộc hành quân bình định của Pháp khai diễn và được quân Pháp hứa tha chết. Những người về hàng này mặc dù đã cộng tác với quân Pháp trong việc móc nối những người khác ra quy thuận, sau cùng vẫn bị người Pháp đưa đi đày tại vùng đảo Guiani thuộc Pháp. Trong số những người bị đi đày có cả bà Ba Cẩn và Cai Sơn. Ngày 26 tháng 1, 1910, một tiểu đội tuần thám của đồn Chợ Gồ bất ngờ đụng độ với đề thám cùng 2 thủ hạ cuối cùng. Trong cuộc tao ngộ chiến chớp nhoáng này, một trong 2 nghĩa quân thân tín của đề thám bị hạ. Quân Pháp tịch thu được 1 súng trường và 1 súng lục thường ngày đầy thám vẫn đeo bên mình. Giờ đây bên cạnh đầy thám chỉ còn duy nhất một người thủ túc. Toán quân đặc nhiệm của Boniface tiếp tục càn quét vùng tam giác Mỏ Trạng, Chợ Gồ và Yên Thế Thượng, nhưng không còn một dấu vết gì của đầy thám và người nghĩa quân cuối cùng. Suốt 1 tháng trời, thiếu tá Boniface dẫn đoàn quân lê lết khắp vùng,
viên sĩ quan viễn chinh chỉ thấy toàn thị một màu trường xanh và núi đỏ. Đầu tháng 2 năm 1910, Đại tá Bartel, tư lệnh cuộc hành quân bình định vùng Trung Du, quyết định chấm dứt chiến dịch. Toán quân đặc nhiệm có Boniface được trở về các đơn vị gốc, riêng Boniface được giữ lại để thành lập chi khu Yên Thế Thượng, đảm trách phần truy lùng đề thám. Ngày nào ông đề chưa chết, ngày đó quân Pháp vẫn chưa thể ăn ngon, ngủ yên. Boniface tự biết không thể phóng hết cuộc tuần thám này đến cuộc tuần thám khác chỉ để truy lùng một mình đề thám giữa một vùng rừng núi âm u. Việc đem một toán quân theo đuổi dấu vết của một người đi trốn thật không khác gì mò kim đáy biển. Do đó Boniface áp dụng chiến thuật mới, dùng tiền mua chuộc những tay thổ hào trong vùng. Quân Pháp treo cái đầu đề thám bằng một giá thật cao, sai các nghĩa quân đã về hàng cũng như thổ dân trong vùng tìm cách ám sát đề thám. Mặc dù đã tung tiền bạc ra như nước, nhưng suốt 3 năm liền quân Pháp không hề đụng được đến cái vạt áo của ông đề. Không những thế, thỉnh thoảng ông xuất hiện trừ khử những tên phản trắc, khiến dân chúng trong vùng coi ông như người nhà trời. Người Pháp như điên cuồng vì những hoạt động của ông đề. Điều mà người Pháp cay cú nhất là ông đề đã không trốn đi luôn, mà trái lại ông chợt biến chợt hiện. Không những thế, vùng hoạt động của ông không rộng, nó vỏn vẹn trong vùng đất thiên ông đã gây dựng trước kia, trong một địa bàn chật hẹp với những địa danh quen thuộc với các cấp chỉ huy quân đội Pháp thời đó. Đó là khu Tứ Giác, Nhã Nam, Bố Hạ, Mỏ Na Lương, Canh Nậu. Trước khi toàn quân tan rã, cũng có đôi lần ông đề nới rộng hoạt động sang các tỉnh lân cận. Nhưng từ khi chỉ còn một thầy một trò, rồi kế đó ông đề có thu thập được thêm vài thuộc hạ mới, thì hoạt động của ông thu gọn lại trong vùng đất chật hẹp mà trước kia người Pháp đã đồng ý để ông cai quản. Vùng đất tự trị của đề thám đã bắt đầu từ khi ông cố đạo Velasco làm trung gian giảng hòa giữa Pháp và Yên Thế vào năm 1893, và đứng vững như một ốc đảo tự do trong biển ngục tù. Đầu năm 1909, quân Pháp thẳng tay đàn áp Yên Thế vì thấy ảnh hưởng của đề thám ngày càng lan xa xuống các tỉnh lân cận. Khắp nơi người ta ngẩng cổ nhìn về Yên Thế, và đề thám cũng đang tìm cách với dài cánh tay của Yên Thế xuống tận Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Hải Dương. Đã có một thời Yên Thế là một nơi quy tụ các người hoạt động chống Pháp. Sau Kỳ Đồng vài năm, các ông Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, các nhân vật đầu não của Đông Kinh nghĩa thục đều có giao tình với Yên Thế. Đã đến lúc người Pháp phải bứng tận gốc những cái mầm khởi đi từ Yên Thế. Kể từ khi bị đánh bật ra khỏi căn cứ địa, sau khi trúc trẻ ngói tan suốt 3 năm liền, mặc dù Pháp thẳng tay trừng trị những ai trợ giúp, ông đề vẫn sống còn trong sự che chở của dân chúng trong vùng. Đề thám vốn là một nông dân thuần phát. Ông tin vào luân lý cổ truyền của Á Đông. Ông tin vào đạo làm người quân tử với nhân, lễ nghĩa, trí tính của Đức Khổng. Đầu năm 1913, Lương Tam Kỳ, một người đã từng chống Pháp như ông đề và đã từng giao hảo với nghĩa quân Yên Thế trước kia, nhưng nay cai quản vùng Chợ Chu Thái Nguyên. Giữa ông đề và Lương Tam Kỳ chưa hề có một xung khắc nào. Hơn thế nữa, hai bên đã từng liên thủ với nhau trong nhiều hoạt động chống Pháp trước kia. Do đó, khi Lương Tam Kỳ tỏ ý ái ngại cho hoàn cảnh hiện tại của đề thám và gửi đến ông vài tên thủ hạ, thì ông đề nhận ngay, không nghi ngờ. Chính bản thân ông đề cũng đã từng về hợp tác với người Pháp, được cai quản vùng Yên Thế, cho nên ông tin là Lương Tam Kỳ cũng như ông, chỉ hợp tác giai đoạn với quân Pháp chứ không phải là người phản bạn. Nhưng có thêm mấy tay súng của Lương Tam Kỳ gửi đến, trong dịp Tết Nguyên Đán, ông đề cho phép các thuộc hạ thân tín về quê. Chỉ còn giữ lại bên mình hai nghĩa quân và ba người mới của Lương Tam Kỳ gửi đến. Ngày 10 tháng 2, 1913, vào hồi 4 giờ 30 phút sáng, tại một khu trại rừng chỉ cách chợ gồ không đầy 3 cây số về phía bắc, ba tên thổ phỉ đàn em của Lương Tam Kỳ đã thừa dịp ông đề và hai nghĩa quân nằm ngủ, hạ sát cả ba người. Chúng cắt đầu ông đề và mang khẩu súng trường về đồn Nhã Nam lãnh thưởng.
Mặc dù quân Pháp tại chính gốc đã chỉ trích nạn bêu đầu tại Việt Nam, nhưng quân Pháp vẫn mang đầu ông Đề bêu tại Nhã Nam. Không những thấy quân Pháp còn mang đầu ông Đề đi bêu tại những nơi khác, mà trước đây là những vùng hoạt động của ông Đề. Đã từng xảy ra những trận đánh giữa hai bên, mà trong đó nghĩa quân Yên Thế đã làm cho quân Pháp nhiều lần thất điên bát đảo và làm cho quân Pháp tổn thất nặng nề. Xác của ông Đề và của hai nghĩa quân sau cùng bị quân Pháp mang đốt khi đã dạo nghiệm cẩn thận. Vị Thanh. Cuộc khởi nghĩa Yên Thế do Hoàng Hoa Thám khởi xướng có thể coi là những người cuối cùng chống Pháp chịu ảnh hưởng của Hán học. Trong lịch sử Việt Nam cận đại, kể từ triều đình cho tới dân dã, suốt từ Bắc chí Nam chưa có một nhân vật nào, một phong trào nào, một tướng lãnh cầm quân nào bền bỉ bằng cuộc khởi nghĩa Yên Thế, đã kéo dài cuộc chiến đấu chống Tây Xâm gần 30 năm ròng rã. Để có thể nhận chân được con người Hoàng Hoa Thám, tưởng cũng nên đọc những gì do chính những người Pháp đã từng phải đối đầu với ông. Bước về con người Hoàng Hoa Thám, tất nhiên trong các bản báo cáo của các viên chức cai trị hành chính hay chỉ huy quân đội thì khác, cho dù những người này có muốn nói đúng về con người đầy thám, thì địa vị và chức vụ của họ cũng không cho phép. Nhưng không phải vì thế mà toàn thể người Pháp không một ai dám nói lên sự thật trong lòng. Bathoet, một sĩ quan Pháp đã từng tham dự các cuộc hành quân càn quét Yên Thế. Trong tác phẩm Thảm kịch của người Pháp tại Đông Dương được xuất bản vào năm 1948, đã cho biết nhiều thông tin về Đề Thám. Dưới đây là vài đoạn trong tác phẩm này. Hay khác đi, Hoàng Hoa Thám qua những nhãn quan của kẻ đối đầu. Bathoet. Ở con người, Hoàng Hoa Thám có rất nhiều đức tính. Ông ta chỉ chấp nhận giảng hòa trong danh dự, cho đến những năm tháng cuối cùng của cuộc đời chìm nổi của mình. Lúc nào ông cũng thích nghi được với hoàn cảnh chung quanh và tìm được một chỗ trú ẩn cho mình và thuộc hạ. Nếu tình cờ ông phát giác được một tên thổ hào nào trước đây đã từng giao du thân mật với nghĩa quân Yên Thế mà làm phản hay đang âm mưu làm phản, ông lập tức xử trí tên phản trắc. Ông lúc nào cũng có thể thu hút được người cộng tác thân tín, nhưng bằng một viên đạn trừ khử dứt khoát những tên bội phản. Đề Thám không phải là người giàu có, nhà cửa của ông đều lọt tranh, trong nhà không có những tiện nghi kiểu trưởng giả, đồ đạc trong nhà rất mộc mạc giản dị. Toàn bộ tài sản của ông Đề và các vụ thu hoạch trên các thửa ruộng ven rừng, hoặc là các đồ vật được người ta yêu mến quý trọng ông Đề đem biếu, hầu như ông Đề không có nhu cầu. Đó không phải là con người tham lam, đó là một nông dân thuần phát. Đối với ông chỉ cần có đất đai rừng rú và nhất là sự tự do cho bản thân mình, thế là đủ. Ở một đoạn khác cũng trong tác phẩm này, Bathoet đã viết về khả năng chỉ huy, hay khác đi viết về tài điều quân khiển tướng của Hoàng Hoa Thám. Sự hiểu biết về địa hình và cách ứng dụng địa thế thiên nhiên trong tấn công cũng như phòng thủ, năng lực chiến đấu bẩm sinh của ông Đề thật là kỳ diệu. Ông đã hấp thụ từ đâu bản lĩnh của một chiến thuật gia? Tất nhiên là ông Đề đã rút tỉa được những điều này ngay trong kinh nghiệm trận mạc của nghĩa quân Yên Thế. Trong khung cảnh sôi sục của những trận đánh vào thời điểm 1885, giữa quân đội Pháp và các toán vũ trang người Trung Hoa đang còn lưu lại tại Bắc Kỳ. Thời đó người Việt có những danh từ riêng để chỉ những toán quân cờ đen cờ vàng còn rơi rớt lại tại vùng thượng du Bắc Việt là thổ phỉ xạo phang. Ông Đề có tài truyền luyện người, đào tạo nghĩa quân trở thành những cấp chỉ huy, những con người hoàn hảo trên chiến trường, dũng cảm và quyết đoán. Đề Thám là một thủ lãnh thật xứng đáng với cương vị binh sĩ dành cho ông. Ông có một uy tín tuyệt đối, ông là người biết duy trì kỷ luật, không nhất thiết quá cứng rắn, và đôi lúc biết tỏ ra mềm dẻo, linh động để gây dựng sự tận tụy, lòng trung thành của binh sĩ dưới quyền. Dù gặp phải những chỉ trích từ nhiều phía, Bathoet đã phải viết trong tác phẩm này. Nếu bây giờ tôi nói về mặt quân sự, Hoàng Hoa Thám là một người lão luyện, có một trình độ kiến thức của một sĩ quan chỉ huy có tài.
Có lẽ mọi người sẽ cho rằng tôi đã nói một điều mạo phạm. Thực sự cho thấy những cuộc hành quân quy mô để chống lại ông Đệ do các tướng lãnh có tiếng chỉ huy như tướng Gordon, đại tá Corda, trung tá Mayer, đại tá Frey, tướng Voron, đại tá Galeni, đại tá Bartel và nhiều vị khác nữa. Thế nhưng tất cả tính danh tôi vừa nêu đều không một ai thật sự thành công. Ông Đệ vẫn thoát. Nếu chúng ta so sánh lực lượng, Đệ Thám luôn vào ở thế yếu. Chiến thuật thì vẫn không có gì thay đổi, nhưng không một ai có thể làm cho ông thất bại. Có điều khi lực lượng ông Đệ bị bao vây hoàn toàn, bị đảo lộn và chia cắt, thế mà ông Đệ vẫn đi thoát. Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là địa bàn hoạt động của ông Đề cũng không lấy gì làm rộng. Mỗi bề chỉ chừng 20 cây số, từ đông sang tây quanh quẩn từ Bố Hạ đến Nhã Nam, mỏ Na Lương hay theo hướng Canh Nậu xuống Nhã Nam. Cũng cần nói thêm đôi khi ông Đề cũng mở rộng hoạt động sang đến Phúc Yên, Bắc Giang, Lạng Sơn và Thái Nguyên. Những lúc nới rộng hoạt động đó chỉ xảy ra trong những thời điểm cực kỳ gay cấn và không kém phần nguy hiểm. Vậy mà trong những tình huống đó, cũng giống như mọi tình huống khác, nghĩa là ông Đề vẫn thành công mỹ mãn. Sau cùng, Bathoet đã làm một tổng kết về trận chiến giữa quân Pháp và Yên Thế như sau. Để chống lại Hoàng Hoa Thám trong một phần tư thế kỷ, người Pháp đã tổ chức 7 cuộc hành quân quan trọng. Trong số các tướng lãnh chỉ huy các cuộc hành quân này, có người đã chỉ huy cuộc viễn chinh ở Trung Hoa năm 1900. Đó là tướng Voron, một vị khác là một con người vinh quang đại tá Kellini, sau này trở thành thống chế bất tử, vị cố tinh của nước Pháp, con người đã chiến thắng Man, một chiến thắng lừng danh trong quân sử nước Pháp. Ông Đề đã chiến đấu chống lại chúng ta với lòng can đảm và sự kiên trì đáng kinh ngạc. Ông Đề đã gây cho chúng ta rất nhiều tổn thất. Ông Đề đã đánh những trận thần kỳ tại Yên Thế. Biết bao nhiêu chiến binh dũng cảm da trắng cũng như da màu đã nằm lại vĩnh viễn nơi đây. Để có thể sống và làm chủ trong rừng núi này, phải có tài năng, thậm chí phải có thiên tài, phải có một sức mạnh tinh thần và thể chất đặc biệt. Ân trời, phải hàng thế kỷ mới sản sinh ra một người như thế. Ông Đề có những tài năng lớn của một chiến sĩ, chúng ta sẽ là những người nhỏ nhen nếu không công nhận điều đó. Vodri, Phó Chủ tịch Hội các nhà doanh nghiệp Đông Dương, trong một lá thư gửi cho Bộ Thuộc địa Pháp đề ngày 4 tháng 10 năm 1909. Hiện lá thư này được coi là hồ sơ đã được công bố của Phủ Thống sứ Bắc Kỳ đã viết. Thật là một sai lầm lớn nếu cho rằng Đề Thám bị dân chúng An Nam ghét sợ. Đó chỉ là một sự bịa đặt kỳ cục trong các bản báo cáo của các quan lại địa phương. Thật ra người bản xứ dành cho ông Đề một sự ngưỡng mộ sâu sắc, coi ông ta như là một vị anh hùng bất tử, một vị thần. Bathoet là một quân nhân đã có lần phải đối đầu với nghĩa quân Yên Thế và đã không tiếc lời ca tụng tài năng cũng như nhân cách Hoàng Hoa Thám. Voric dẫu sao cũng chỉ là cái nhìn của một thương nhân đến Bắc Kỳ làm giàu trên vùng đất bị người Pháp xâm lăng. Thế còn cách nhìn của những ông quan cai trị hành chánh về phía các viên chức hành chánh, ít nhất cũng đã có một người dù muốn hay không, cũng đã phải ghi lại lòng khâm phục của dân chúng Bắc Kỳ đối với Đề Thám. Trong báo cáo của Maribel thuộc Thống sứ Bắc Kỳ có ghi, tên tuổi Hoàng Hoa Thám đã trở thành một biểu tượng được trân trọng trong dân chúng An Nam. Nó đã trở thành một mật liệu để liên kết tất cả những người bất mãn chống lại chúng ta. Xung quanh tên tuổi Đề Thám đã hình thành một huyền thoại về chủ nghĩa anh hùng và tài năng của một chiến binh. Đối với người An Nam, đó là một vị thủ lãnh bách chiến bách thắng, người mà chỉ có dưới tay vỏn vẹn 20 nghĩa quân, đã dám đương đầu với những đơn vị lớn của chính phủ, có đại bác yểm trợ, người mà tất cả các sĩ quan chỉ huy các cuộc hành quân đều bất lực không sao bắt nổi, người luôn luôn làm cho những đạo quân căm ghét của địch bị tổn thất nặng nề, mà quân An Nam vẫn còn nguyên vẹn. Tóm lại người An Nam coi ông như một nhân vật thần kỳ. Để đúc kết bản báo cáo này, Mirabel đã phải ghi, chắc chắn là nếu Đề Thám tiếp tục chiến đấu, chúng ta đừng có hy vọng tìm thấy một chút xíu tin tức nào trong những người An Nam. Cho nên tốt hơn hết là chúng ta hãy cố tránh,
hết sức để tránh việc làm cho đề thám lại tiếp tục chiến đấu. Khi Hoàng Hoa Thám nằm xuống, ông đem theo cả một giai đoạn lịch sử chống ngoại xâm cùng với ông, đó là giai đoạn chống Pháp chịu ảnh hưởng của Hán học. Ông đã chết cho nhiều người còn sống, để rồi những thế hệ sau ông bước vào một giai đoạn lịch sử khác, trong những vùng đất khác và đi theo một học thuyết khác. Những Hoàng Hoa Thám, những Nguyễn Thiện Tuyển, những cả Trọng cả Huỳnh, Cai Sơn, Cai Cung, Đội Hộ đã nằm xuống, và khi đứng dậy đã mang những cái tên khác trong trận chiến khác. Người trăm năm cũ đến đây đã chấm dứt. Xin cảm ơn tác giả Hoàng Khởi Phong và cảm ơn bà con mình đã theo dõi từ những tập đầu.